Bananas in pajamas are coming down the stairs. Bananas in pajamas are coming down in pairs. Bananas in pajamas are chasing teddy bears. 'Cause on Tuesdays they all try to catch them on the wires. Tập phim Kế hoạch hoàn hảo. Vào một ngày nọ, hai bạn chuối đi ra công viên để tổ chức dã ngoại và thả diều. Cẩn thận chú chuối một, bạn dẫm chân vào dây diều của tớ. Xin lỗi chuối một, không sao đâu chuối hai. Có lẽ tớ sẽ mang diều ra kia và tìm chỗ để thả chuối một. Được đây chuối hai, tớ sẽ mở giỏ picnic trong khi bạn đi tìm. Nhìn đồ ăn đi picnic ngon chưa này? Sandwich, bánh mật ong. Mình nghĩ chuối hai cũng không để ý gì nếu mình nếm một cái bánh mật ong. Thật kỳ lạ, cái giỏ picnic dịch chuyển. Ban đầu nó ở đây, giờ nó lại chạy ra chỗ kia, lại dịch chuyển lần nữa. Bạn đang kéo cái dây diều của tớ chuối một, còn bạn lại kéo cái giỏ picnic chuối hai. Tớ cứ tưởng là bạn đang trêu tớ chuối một, tớ cứ tưởng là bạn đang trêu tớ chuối hai. Bạn có nghĩ điều tớ đang nghĩ không chuối một? Tớ nghĩ là có đấy chuối hai. Đã đến lúc chơi khăm. Hai bạn chuối đã thực hiện một trò chơi khăm tại bãi biển. Bạn đã đến rồi kia chuối một, mau đi trốn thua chuối hai. Ai lại để diều ở đây đây? Không biết có ai thấy phiền không nếu mình đi thả nó. Kéo dây đi chuối một. Tớ kéo đây chuối hai. Thật kỳ lạ. Bất ngờ chưa? Hai bạn chuối dùng cái lừa để bạn nhớ nhé Amy. Đúng là như thế. Tớ cứ tưởng con diều nó tự động chạy cơ chứ. Chúng ta đi chơi khăm bao cần với Lulu bằng dây diều này đi. Ý kiến hay đấy chuối một. Lưới này. Trong khi bao cần và Lulu thu gần áo, hai bạn chuối cùng Amy đã lên kế hoạch. Thời cơ của bạn đến giữa Amy. Được rồi. Nhanh lại Amy, mau về đây, mau mau Amy. Cái tiếp theo. Giật dây đi chuối một, giật đây chuối hai. Thật kỳ lạ, một lần nữa. Có chuyện gì thế Morgan? Cái kẹp quần áo tự di chuyển. Đừng ngớ ngẩn như thế Morgan. Cái kẹp quần áo không thể di chuyển. Xem kìa Lulu, tớ bảo rồi mà. Tớ nghĩ có ai đó đang trêu bọn mình đó Morgan. Thế ư? Vì thế, Lulu quyết định chơi khăm lại bạn họ. Lulu, bạn đang làm gì thế? Bạn xem đây này, Morgan. Morgan, bạn lấy cho tớ cái áo đằng kia được không? Tất nhiên là được rồi, Lulu. Kéo đi, chuối một. Tớ đang kéo đây này, chuối hai. Hình như nó bị mắc kẹt rồi. Để tớ giúp. Cái áo này nặng quá, chuối một. Hai bạn chuối, cái áo sao lại nặng thế được? Để tớ giúp sức. Bất ngờ chưa? Chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đã lừa thành công. Ngay sau đó, hai bạn chuối và các bạn gấu đã có chuyến picnic tuyệt vời cùng con diều ma thuật. Now where is it? Oh, is it still windy enough, do you think?